thuốc sâu Closer 500 VKG dạng bột, dạng cốm. Thành phần là Sulfosaflor 500g trên ký của công ty Dow Agro Screen. Đây là sản phẩm đặc trị các loại dẹp sáp, dày phấn trắng và bọ trĩ cực kỳ hiệu quả do công ty của Dow Agro Screen của Hoa Kỳ sản xuất và công ty Lộc Trời phân phối. Chuyên trị dẹp sáp trên cà phê tiêu, dày xanh bông vải, dày mềm bông vải đậu nành và dày nâu hại lúa. Một gói 8g sử dụng cho một bình 25 lít, cách ly 3 ngày trước khi thu hoạch.